Vì sao? Vì tất cả thánh pháp do đây mà thành thục, nhờ tánh này nên các bậc thánh hiển hiện vô biên công đức và pháp bất cộng của chư Phật Như Lai đều từ tánh này sanh ra. Giới định tuệ của tất cả thánh giả đều từ tánh này sanh ra. Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa của Bồ Tát Phật đều từ tánh này sanh ra. Tánh này vắng lặng vượt các danh tướng, tánh này chân thật xa lìa điên đảo, tánh này chẳng biến đổi nên gọi là chân như, là cảnh thắng trí, là thắng nghĩa, chẳng có, chẳng không, chẳng thường, chẳng đoạn, chẳng phải sanh tử, chẳng phải niết bàn, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, lìa một, lìa khác, vô tướng, vô danh. Thiền vương nên biết, các Bồ Tát này suy nghĩ, pháp tánh lìa tướng, các pháp lìa tướng, không hài không pháp. Vì sao? Vì các pháp lìa tướng, tức pháp tánh lìa tướng, pháp tánh lìa tướng, tức hữu tình lìa tướng, hữu tình lìa tướng, tức pháp giới lìa tướng, pháp giới lìa tướng, tức các pháp lìa tướng như thế cầu không thể được. Chân như pháp tánh, chân như hữu tình, không hai không khác, chân như hữu tình, chân như pháp tánh, không hai không khác, chân như pháp tánh, chân như các pháp, không hai không khác, chân như các pháp, chân như chư Phật, không hai không khác. Chân như pháp tánh, chân như ba đời không trái nghịch nhau, chân như quá khứ, chân như vị lai không trái nghịch nhau, chân như vị lai, chân như hiện tại không trái nghịch nhau, chân như hiện tại, chân như quá khứ không trái nghịch nhau, chân như ba đời tức chân như uẩn xứ giới, chân như uẩn xứ giới tức chân như nhiễm tịnh, chân như nhiễm tịnh tức chân như sanh tử niết bàn, chân như sanh tử niết bàn tức chân như các pháp. Thiền vương nên biết, chân như là không khác, không biến đổi, không sanh không diệt, không ngăn lại, tự tánh chân thật. Vì không ngăn lại nên gọi là chân như. Thấy biết như thật các pháp không sanh, các pháp tuy có sanh mà chân như chẳng động. Chân như tuy sanh các pháp mà chân như không sanh, gọi là pháp thân thanh tịnh, bất biến như hư không, vô đẳng đẳng. Không có một pháp nào trong tam giới có thể sánh bằng, khắp thân hữu tình không gì sánh bằng. Giờ này thanh tịnh lìa câu uế chẳng nhiễm, tự tánh sáng suốt thanh tịnh, tự tánh bất sanh, tự tánh chẳng khởi. Tại tâm ý thức chẳng phải tâm ý thức, tánh tức là không, vô tướng vô nguyện, khắp cõi hư không, khắp chúng hữu tình đều bình đẳng, vô lượng vô biên không có sai biệt, không phải sắc thọ tưởng hành thức, không lìa sắc thọ tưởng hành thức, không phải địa thủy hỏa phong, không lìa địa thủy hỏa phong. Không phải sanh, không lìa sanh, tuy nghịch sanh tử nhưng chẳng thuận niết bàn, mắt không thể thấy, tai không thể nghe, mũi không thể ngửi, lưỡi không thể nếm, thần không thể cảm giác, ý